Hello, welcome back to my channel. Trời, đã quá là lâu rồi mình mới quay một cái video clip về nhím đó nha. Rất là lâu rồi đó. Tại vì mình bận á, mình bận chăm sóc nhím á. Nói giỡn thôi chứ tại vì thực ra là mình là làm việc văn phòng, cũng là từ sáng đến chiều tối luôn, cho nên là cũng khá là bận. Và theo đó thì mình mới có một ý nghĩ là mình sẽ làm clip về cách chăm sóc nhím cho những người bận rộn, ví dụ là làm văn phòng giống như mình nè, hoặc là cho các bạn còn đi học, các bạn học sinh, sinh viên còn đang đi học nhiều ở trường, không có nghĩ là mình không có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc một bé nhím á. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện đó cũng dễ thôi, bạn chỉ cần dành ra khoảng vài phút buổi sáng và vài phút buổi tối là bạn có thể chăm sóc được một bé nhím ngon lành rồi. Giờ đây là nhân vật chính nè quý vị. Nhân vật chính gì rút cái mặt vô trong không à. Hey. Cái này là cái nhà mình mới mua cho nhím đó bạn. Thực ra cái này không phải là cái nhà mấy bạn. Cái này là một cái thùng mình mua trong cửa hàng Miniso gì đó. Tại vì sao? Tại vì cái nhà của nó đã bị bể rồi. Mình rất là xin lỗi luôn, nhưng mà nó đã bị bể tan tành, cho nên là mình phải kiếm một cái option khác thay thế. Mình thấy cái chất liệu này cũng khá là ok. Hay để chỉnh góc mặt cho thấy hai đứa. Tại vì mình có tìm ở ngoài thì giống như là cái chuồng nó không đủ bự với con này, tại nó cũng lớn, bạn thấy nó bự quá trời không? Bự hơn bàn tay mình rồi. Mà cái lớn thì nó lại khá là xấu, nó có hình cái chuồng, cái vỏ sò nó không hiểu nữa. Xong rồi cái nhỏ thì con quỷ này không vừa. Thế là mình phải nghĩ là mua một cái hộp hoặc là cái gì đó, nói chung là nó có cái đồ để che ánh sáng với lại che được gió nếu mà trời lạnh cho nhím là ok. Thì là mình mua cái thùng này, như là chức năng cơ bản của nó là một cái thùng rác mấy bạn. Cái này nói ra cũng hơi kỳ nhưng mà nó là một cái thùng rác để bàn làm việc cho nhân viên văn phòng. Và mình đã tận dụng thành một ngôi nhà cho nhím. Thôi back to chủ đề chính thì sau đây thì mình sẽ chỉ với bạn cách để chăm sóc cái chuồng nhím buổi sáng, buổi tối. Và bây giờ là mình sẽ đợi để mình đi làm cũng như là mình đi về nhà để mình quay được cái cảnh đó nha. Cái video này sẽ khá là tốn thời gian công sức đó nha. Hello, hôm nay là một ngày mới bắt đầu và mình đang chuẩn bị đi làm. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cái những cái công việc mình chuẩn bị cho cái chuồng của nhím trước khi mình đi làm một ngày nha. Đây các bạn nhìn đây, đây là quang cảnh sau một đêm. Cái thùng, cái hộp nhà của nó đã bị lật xuống. Nhiều khi là nó còn hoang tàn hơn vậy đó các bạn. Và công việc đầu tiên, cái này là cái wheel nhé. Công việc đầu tiên là mình sẽ gom hết những cái phân và nước tiểu này cho một ngày sạch sẽ hơn. Mà các bạn biết mình dùng cái gì để mình dọn không? Nó là người dùng cái kia, cho nên là mình sẽ sử dụng cái giấy bong bóng này. Tại vì mình thấy là nó cũng khá là tiện dụng đó, mình chỉ cần gom như vậy á. Còn ví dụ mình dùng cái kia, mình phải hốt, rất là mất thời gian. Với lại nó cũng tốn nhiều cái đất này nữa. Với cả là một cái ưu điểm nữa là nó sẽ giúp bảo vệ môi trường. Tại vì bạn không phải dục hết nguyên cái tờ giấy bubble wrap này mà không làm gì. Còn nếu như bạn thấy là nhiều chất thải quá và cần cái đồ kỳ hốt thì bạn cứ hốt nhé, không có vấn đề gì hết. Ra mình cũng hốt sơ thôi, tại buổi sáng nữa thời gian lắm, trễ deadline đó. Xong rồi bước tiếp theo mình sẽ cho ăn, mình sẽ refill đầy cái hũ này cho nhím. Sau một đêm á, thường thì nó sẽ ăn xong rồi nó đi vòng vòng, như nên là nó sẽ bị dính những cái mùng cưa này nè vào cái thố đồ ăn. Đổ mới vô. Thường đi một ngày làm việc thì mình cho nó đầy cỡ 3/4 cái hũ này là được. Dạ, phải nhiêu mấy bạn. Vậy là hết cái thời gian chăm sóc một bé nhím buổi sáng rồi đó. Chỉ mất bạn khoảng 3 phút thôi. Nhưng mà bạn có thể yên tâm đi làm từ sáng đến chiều mà không lo bé nhím bị làm sao hết nha. Bây giờ mình sẽ đi làm thôi. Wow, và mình đã đi làm về rồi đây. Ui, nó hơi tối. Và bây giờ mình cùng ghé thăm cái chuồng nhím coi là một ngày bé nhím như thế nào rồi nha.
quá à. Quậy bánh nhà luôn mấy bạn. Cái này là bình thường rồi đó. Mình cũng không hiểu tại sao nó lại lật. Cái này có thể lật, cái này lật được. Bình thường là nước đổ ngặt nghiêng ngửa lùm la hết trơn. Rồi như các bạn đã thấy thì rất là nhiều chất thải ở trong chuồng. Ví dụ như là trên cái hộp này đó, quá trời quá đất luôn. Ăn cũng không nhiều ha. Và đặc biệt là cái wheel này thì trời ơi, giống như là nó chạy thì nó mới đi ị được hay sao mấy bạn. Giống như là ăn xong rồi cái lên đây chạy chạy chạy, cái ruột non ruột dày đó nó mới thông. Không hiểu luôn. Cho nên là bạn nào mà thấy bé nó có ị ở tùm lum tà la, hoặc là ngay cả ị vào chén đồ ăn nữa cũng có luôn, thì đó cũng, mình nghĩ nó cũng là chuyện bình thường á, không sao đâu. Và bây giờ thì mình tiếp tục làm hai bước buổi sáng, là mình sẽ review lại đồ ăn nếu mà hết, với lại là mình sẽ hốt chất dơ ở trong chuồng bớt. Nhưng mà buổi tối thì thêm một việc nữa đó là mình sẽ phiêu lại mùng cưa với lại gỗ nén cho chuồng. Tại vì nguyên một ngày thì cái lượng mà mình dơ mình lấy ra nó cũng hơi bớt á, cho nên là mình phải phiêu lại buổi tối cho nó đầy. Lại bắt đầu thui. Lấy cái cục này ra. Ăn có chút xíu mà ị quá trời. Khi đã dọn xong rồi thì mình sẽ bỏ mùng cưa vào. Mình sẽ lấy đều ra nha. À, bạn nên là lấy cái này ra, nếu không thì rải nó sẽ vào cái chén đồ ăn. Rồi, tiếp theo là sẽ bỏ gỗ nén vào. Gỗ nén này khá là dài nên là mình sẽ bóp vụn nó ra trước để thấm hút được nhiều hơn. Rồi, thêm một việc cũng khá là quan trọng là bạn nhớ xem cái chai nước của nhím nha. Thường thì mình phiêu đầy một cái này thì nó sẽ hết trong khoảng một tuần cỡ đó. Hôm nay mình bị cảm rồi mấy bạn ơi. Rồi xong vậy là mình sẽ xong rồi đó, mình lắp lại mấy cái vật này vô chỗ cũ thôi. Lắp vô chỗ khác cũng được, mỗi ngày thay đổi cho vui. Rồi với lại thêm một cái tips á là mấy cái nhím này cũng khá là quậy, cho nên là thường là làm đổ cái bình nước này nè, xong rồi là nước sẽ tràn ra hết rồi nó ướt gỗ, ướt mùng cưa hết luôn, ổn lắm. Nên là mình sẽ tìm cách mình fix cái này lại vô cái chuồng để nó không có bị đổ. Và để cố định cái bình nước này thì mình dùng băng keo. Tại vì mình đang dùng cái màu vàng nó khá là khả ố, nhưng mà thí dụ bạn có màu 100 thì nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là bạn có thể móc cái này lên để cho nó cố định, nhưng mà tại vì mình không có dây kẽm nên là mình tìm cách này cho nó dễ dàng hơn. Hoặc là bạn có cách nào để làm cho cái bình nước nó không bị đổ thì comment cho mình biết nha. Tại vì nhím rất là quậy, xuôn 100% là ai cũng sẽ bị đổ hết. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi mình nghĩ là đó là kết thúc một ngày chăm sóc nhím của mình với lại một người nhân viên văn phòng hoặc là các bạn học sinh sinh viên. Thì chỉ cần như vậy thôi là bạn đã có thể tự chăm sóc một chú nhím cho mình, hoặc là các bạn hamster, các bạn chuột lang khác, mình nghĩ nó cũng na ná như vậy. Thực ra thì mình cũng rất là muốn làm nhiều clip, quay nhiều clip của em nhím hơn, giống như là cầm trên tay rồi chơi với nó. Nhưng mà thật ra con nhím nó khó cầm, với lại nó không phải kiểu là con chó, con mèo, con hamster để mà mình luôn có thể vuốt ve nó. Cái này tùy vào mood của nó thôi, cho nên là mình cũng khá là bị hạn chế trong việc là giao tiếp với nó, nên là mong mấy bạn thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng quay nhiều cái clip của bé nhím chơi đùa nhiều hơn, chứ không phải là nhìn mặt mình trong video này hoài, chắc mấy bạn cũng không muốn. Đó là vậy thôi, đây một cái clip how to tutorial đơn giản mà mấy bạn thích. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau nhé. Đây là quang cảnh hôm sau, trời ơi quậy quá trời quậy luôn.